Rồi. Đeo bài giảng Spanchi. Do cái slide của CCNA hơi sơ sài, anh sử dụng cái slide của một chương trình CCNP. Nó có một vài cái chi tiết mà mô tả các bạn cho nó dễ hiểu hơn, đúng không? Xuất phát từ đâu người ta có một cái giao thức Spanchi. Spanchi người ta tạm dịch đó là giao thức cây mở rộng. Giao thức cây mở rộng. Giao thức cây mở rộng là như nào? Tại sao mà có giao thức này? Đây. Thì xuất phát từ một cái nhu cầu kết nối dự phòng. Có lưu ý trong cái cấu trúc mạng doanh nghiệp ấy thì nó có các lớp là lớp asset, lớp distribute và lớp core, được chưa? Lớp asset này là lớp kết nối trực tiếp với người dùng, kết nối người dùng. Phía trên lớp asset nối với lớp distribute, gom lưu lượng của lớp asset lên rồi gom lên lớp core, được chưa? Và xuất phát của Spanchi là do người ta đấu nối dự phòng như thế này: một suite asset đối với hai suite core, hai suite distribute, một suite asset hai suite distribute. Và lớp distribute để đảm bảo dự phòng đối với đây, đối với lớp core, nó sẽ đấu một cái đường ngang nữa. Như vậy chúng ta sẽ thường hình thành là gì nhá, nó có các vòng loop, vòng loop, vòng loop. Đây là có một vòng loop, loop, vòng loop này nó là cái vòng tròn khép kín. Thì bản chất của việc loop này thì nó lại như thế nào? Nếu mà không có cơ chế chống loop, một cái vòng vòng tròn khép kín này, nó sẽ xảy ra vấn đề gì? Nó sẽ xảy ra vấn đề dựa trên nguyên tắc hoạt động của switch. Khi switch nó nhận được một frame ấy, nó kiểm tra địa chỉ mặc đích của frame, sẽ nó đẩy ra cổng nào. Khi một frame đi vào, nó kiểm tra mặc đích, nó đẩy ra cổng nào. Nó kiểm tra địa chỉ mặc đích của frame, nếu không có trong bảng mask nó sẽ đẩy ra tất cả các cổng trừ cổng nhận vào. Thằng này đẩy cái switch này. Anh đang khảo sát cái vòng này là vòng khép kín nhá. Và trên con switch này nó kiểm tra địa chỉ mark đích của frame đó. Nó kiểm tra nó không có trong bảng mask, nó đẩy qua cổng này. Con này không có trong bảng mask, nó đẩy vào đây. Thằng này đẩy 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 đẩy. Và cái frame nó chạy lòng vòng ở trong cái vòng tròn này, không thể thoát ra ngoài được. Và như vậy tạo là loop. Đối với gói tin lớp 3 ấy, gói tin IP ấy, nếu mà loop thì có thể hủy được bằng cái trường time to loop. Nhưng đối với phase loop 2 thì loop thì không hủy được. Vì sao? Khi mà loop ở phase loop 2 thì gói tin cứ chạy mãi bất tử luôn, được chưa? Và nó sẽ làm sập hệ thống mạng cho mạng doanh nghiệp. Và giải pháp là gì? Tức là cái làm phải hở cái vòng ra, rút nó dây ra, đúng không? Rút dây ra lại mất tính dự phòng. Thì người ta làm cách hay hơn, người ta vẫn đấu dự phòng. Nhưng các router khi đấu dự phòng về, nó chạy chạy một cái giao thức để tự động khóa một đường link vào. Nó sẽ chạy giao thức tự động khóa một đường link vào. Khóa link, ví dụ cái đường này tôi khóa vào, khi cái đường link đứt thì đường này nó sẽ làm sao mở ra, thì cái giao thức mặc định chạy trên switch đấy, người ta gọi là giao thức Spanchi, được chưa? Spanchi. Bây giờ Spanchi làm giao thức mặc định nó chạy trên switch, mặc định nó chạy trên switch, chúng ta không làm gì nó cũng chạy trên switch, chúng ta không cần bật nó cũng chạy trên switch, được chưa? Và mặc định của nó là em cứ đấu loop như vậy, nó sẽ tự động chạy với nhau, bình bầu với nhau, và nó sẽ block một cái link vào. Đấy nhá, block một cái link vào. Đấy là cái nguyên tắc hoạt động của Spanchi nhá. Rồi. Thế chúng ta việc của chúng ta là gì? Chúng ta học tìm hiểu xem cái Spanchi hoạt động như thế nào. Đấy, còn chúng ta không cần cấu hình nó cũng chạy mà. Nó tự mặc định nó chạy. Để cho tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào và tuning điều tuning tức là điều chỉnh nó theo ý muốn. Tôi muốn không muốn lock link này, tôi muốn lock link này cơ. Đấy chưa? Thì lúc đó thì tôi cũng phải điều chỉnh cái Spanchi đó, được chưa? Rồi. Thì Spanchi. Ấy thì Spanchi là một giao thức phổ biến, độc quyền của phổ biến tức là chạy chung với các thiết bị, đúng không? Nhưng ngoài ra Cisco cũng phát triển thêm một vài cái tính năng của Cisco, ví dụ như Bervalian Spanchi, vân vân. À, đây, người ta sẽ khảo sát cái tiến trình hoạt động của Spanchi nào. Đấy nhá, anh sẽ mô tả cái tiến trình hoạt động của Spanchi cho bạn xem. Đây là phần mềm Package Chaser. Các bạn nhìn được cả cái desktop của anh xem chưa? Desktop của anh xem chưa? Đây là phần mềm Package Chaser, các bạn lưu ý. Đây, trên phần mềm Package Chaser. Rồi, Package Chaser, anh sẽ có các router ở đây. Nó có sheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nối với nhau như nào?
Đây. Anh đổ lúc với nhau này. Lúc với nhau này. Đó. Khi mà đổ lúc này thì các router sẽ chạy spam một hồi. Nó sẽ bình bầu ra cổng nào bị blocking. Ok chưa? Cổng nào bị blocking chúng ta chờ xem. Thế về nhiệm vụ chúng ta xem cái hoạt động của spam nó hoạt động như nào. Được chưa? Đây, chúng ta phải tìm hiểu xem là spam nó hoạt động như nào. Hoạt động của spam. Chúng ta phải lưu ý cho anh các bước. Bước 1, khi chạy Spanchi ấy, thì các router bước 1 nó chỉ có hai bước. Bước 1 nhé. Bước 1 là bình bầu root 6. Được chưa? Bước 1 là bình bầu root 6. Xem trên cái mạng này con nào sẽ đóng vai trò là root 6. Bước 2, bình bầu bọt root. Bọt xem cái vai trò của các quạt này đấy nhá. Bình bầu root là gì? Là trong một cái vòng tròn như vậy, trong cái cây như vậy, nó sẽ có một điểm là điểm ngọn, à điểm điểm gốc, root ở gốc mà. Và từ cái gốc đấy nó sẽ tham chiếu là đến các điểm khác như thế nào, và từ đó tìm được cái link dự phòng để khóa link như vào. Bước một bình bầu root, bước hai là bình bầu bọt rôn, vai trò các bọt đấy. Thì chúng ta tìm hiểu bình bầu root, người ta gọi là root grid đấy, thì dựa trên nguyên tắc nào. Thì khi bật lên một cái thì nguyên tắc như sau, thì các switch sẽ gửi các bản tin PBDU, DU tắt của từ Protocol Data Unit, đúng không? Các bản tin PBDU này gửi đi, trong bản tin PBDU này gửi đi nó sẽ chứa tham số để bình bầu con nào host switch. Đây thì PBDU, đây PBDU nó gửi đi, nó sẽ chứa các tham số con nào sẽ là host switch. Trong cái PBDU đó, trong cái video đó nó gồm hai trường, nó là xác định là nó gồm PID, PID nó sẽ gồm hai tham số, đó là priority và địa chỉ MAC. PID dài 8 byte, 8 byte trong đó 2 byte là priority và 6 byte là địa chỉ MAC. 6 byte là 48 bit địa chỉ MAC trong xít đấy mà. Trong đó 2 byte priority gồm có 4 bit, 4 bit dành cho giá trị ưu tiên và 12 bit là system ID, được chưa? Đấy. Thì nó sẽ sinh ra một số, ví dụ các bạn hay hay biết là server priority ban 2768 á, thì chính là giá trị priority, còn địa chỉ MAC để sử dụng switch. Đây. Trong cái phần system ID nó có 12 bit, nó giống như là VLAN ID ấy, bằng priority cộng với PID nhá. Nhớ PID gồm hai phần, một là priority và địa chỉ MAC, được chưa? Đấy. Tất cả các VLAN khi mà tham gia chạy Spanning truyền thống ấy thì giá trị priority bằng 32768 cộng với giá trị mặc định là VLAN ID. Ví dụ VLAN là 1 12 bit mà, VLAN có giá trị từ 0 đến 4096 mà. VLAN 1 từ 1 đến 4096, 12 bit mà. Thì VLAN 1 thì giá trị priority trên switch là 32768 cộng 1 là 32769. Thì cái 1 người ta gọi extended extend system ID. Và khi công hình sẽ chi vậy thì khi bình bầu thì con nào có nó dựa trên nguyên tắc nào. Đây Spanchi nhá, nó sẽ dựa trên nguyên tắc nào, dựa dựa trên nguyên tắc nào để bình bầu con nào root seed, được chưa? Con nào root seed thì nó sẽ, khi con nào gửi các baby frame gửi đi, các baby frame gửi đi, con nào có PID nhỏ nhất, PID nó lại gồm hai trường, đó là priority là 32768 cộng với VLAN ID. Đấy. Nếu mà tất cả tôi không cần gì cả, nó là VLAN 1 bằng 32769. Con nào có priority nhỏ nhất thì con này sẽ chiến thắng, nhỏ nhất sẽ chiến thắng. Ví dụ trên con này nó là 32768. 32768 cộng 1 là 32769. Con này cũng vậy là 32769. Con này cũng vậy. Đó là 32 769 368 cộng 1. Nếu con nào có priority nhỏ nhất thì con đấy sẽ chiến thắng. Nếu mà không làm gì cả thì ba con có priority làm sao bằng nhau. Thì bây giờ vấn đề là nếu mà priority bằng nhau thì con nào sẽ là chiến thắng. Priority bằng nhau thì bước 2 ấy, PID này. PID lưu ý nhá, PID protocol. Con nào PID gồm thứ nhất là priority. Thì
cộng địa chỉ MAC, được chưa? Đấy. Bao tiêu 3768 cộng 1769 cộng với địa chỉ MAC, con nào có địa chỉ MAC nhỏ nhất thì con này chịu chiến thắng. Đấy, ví dụ trong bài này, địa chỉ MAC thì nó sẽ so sánh. Đây, ví dụ con này nhá, có địa chỉ MAC, đây là địa chỉ MAC à? Còn fit này. Trong khi bạn search Spanchi nó sẽ gồm hai trường. Trường đầu tiên ấy, trường đầu tiên này là trường của Rootfit, trường này là điểm chính nó, được chưa? Thì hai con này em cứ so sánh với nhau. Con này nó không phải Rootfit rồi vì đây là thông tin chính nó. Đây là địa chỉ MAC của chính nó. Và địa chỉ MAC Rootfit. Con này Rootfit nó phải nhỏ hơn bằng cách so sánh là từ trái qua 0003, 001, 1 nhỏ hơn 3 vậy. Con này sẽ Rootfit là đúng rồi. Con này là con nào thì chúng ta phải kiểm tra. Còn đây là thông tin của nó này, thông tin Rootfit. Được chưa? Đây đấy, để kiểm tra trạng thái. Đây, trên con sheet này. Em show. So suspense. Priority của con root sheet là 32. Đây, như này. Con này là sheet priority vì nó là root sheet nên hai thông tin này giống nhau. Em hiểu chưa? Đó. Rồi. Rồi tiếp theo, em phải kiểm tra con khác nha. Kiểm tra con khác. Con này chẳng hạn. Đúng không? Con này chẳng hạn. Sau lên. Show suspense. Đây. Ủa, 10 phút đã hết rồi. Đó, đây. 0000A415 7593. Đây thông tin của chính nó. Còn thông tin của đây thông tin của Rootfit, thông tin của chính nó. Thì con này là thông tin của con sheet 1 đấy. Đây, tôi show con này thì con sheet 1 là của con này đúng không? Còn thông tin này không chỉ nó, của nó sẽ nhỏ hơn rồi vì làm sao? Vì 0060 nó lớn hơn 0A thì con này là đấy mà. Được chưa? Rồi con này Rootfit. Tóm lại là khi gửi đi thì nó sẽ bình bầu, con nào sẽ Rootfit dựa vào priority và địa chỉ MAC, được chưa? Rồi. Vậy con này sẽ Rootfit. Đấy, bước 2 ấy, người ta sẽ bình bầu. Bước 2 nó sẽ bình bầu gì nhỉ? Bước 2 nó sẽ bình bầu bọt zone. Bọt zone. Tức là cái vai trò các bọt trong cái bảng Spanchi này. Vai trò các bọt. Đấy, vai trò các bọt. Vai trò các bọt thì nó sẽ bình bầu ra các bọt đứng sau. Thứ nhất. Nó sẽ bình bầu ra thì nhỉ? Root boy. À, bình bầu đầu tiên là design root boy. Thứ hai là gì? Root boy. Thứ ba là gì? Blocking boy. Rồi. Đó là ba cái bọt nó phải bình bầu ra bọt zone. Design root boy là gì? Là bot nó sẽ đóng vai trò gửi dữ liệu và gửi các PPDU. Và người ta định nghĩa rằng tất cả các bot ở trên design, ở trên Rootfit sẽ đóng vai trò là design bot. Hiểu chưa? Đấy. Vậy trong trường hợp này con này sẽ là design bot. Con này sẽ là design bot. Con này cũng là design bot. Hiểu chưa? Rồi. Vì tất cả các bot trên Rootfit mà sẽ đóng vai trò là design bot. Ok. Và các bọt trên các không sheet khác người ta gọi là nano sheet. Nano sheet. Đó. Các con này người ta gọi là nano sheet. Nano sheet. Nano sheet. Các con trên các con nano sheet này em sẽ bình bầu duy nhất một root bot. Đấy. Thì cái root bot nó dựa trên tiêu chí nào để bình bầu? Đấy, root bot nó dựa trên tiêu chí nào? Thì root bot nó sẽ dựa trên tiêu chí như sau, thì có 5 tiêu chí mà các bạn phải lưu ý cho anh nha. 5 tiêu chí. Đấy, root bot dựa trên tiêu chí sau đây. Đấy, 5 bước. 5 bước thì bước 1
người ta đã bình bầu được là low with BID rồi, low with BID để bình bầu con nào là good fit rồi đúng không? Thì chúng ta quan tâm từ cái thứ hai trở đi. Rồi. Chúng ta quan tâm cái thứ hai đi. Cái thứ nhất chúng ta bỏ qua. Cái nhất bỏ qua vì cái nhất là đã bình bầu được là gì nhỉ, con nào rút phi rồi, cái bước thứ hai là bình bầu rút bọt, các bước bình bầu rút bọt. Rồi. Con nào sẽ rút bọt thì dựa trên tiêu chí ở đây anh nhắc lại, các rút bọt là trên nano suite, các con này là nano suite, trên nano suite có nhiều cổng nhưng chỉ có một cổng là rút bọt thôi, vậy cổng nào sẽ rút bọt thì người ta dựa trên tiêu chí sau đây. Thứ nhất là low width passcode đến rút width, cổng nào, hai cổng này, cổng nào có passcode đến rút width là nhỏ nhỏ nhất thì nó sẽ đóng vai trò là rút bọt. Rồi các em yên tâm, anh đã record màn hình rồi nhá, yên tâm, record full HD rồi, cực nét nhá. Rồi. Để anh nhắc lại nhá. Bước 1 này bình bầu root read. Root read tức là nó dựa vào PID nhỏ nhất sẽ là root read. PID dựa vào priority và địa chỉ MAC. Priority bằng nhau thì nó sẽ phải xem xét địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC không thể bằng nhau được, con nào nhỏ nhất sẽ root read. Trong trường hợp này con này nhỏ nhất phải con này root read, em hiểu chưa? Rồi. Các bước 2, các con còn lại phải bình bầu root port. Root port là root bot là gì, là một bot duy nhất trên mỗi nano sheet, trên một con nano sheet này có nhiều bot, vậy bot nào sẽ là root bot, bot nào sẽ root bot thì người ta phải tính code, người ta dựa trên thứ nhất là lowest path code trên nano sheet, hai cổng này sẽ bình vào ra một cổng, cổng nào là root bot thì cái cổng đến có cái code. Ok, bây giờ tính cái code đi nào, cái code tính nào, cái code dựa trên băng thông một cổng, ví dụ code 100 m, 100 MB trên dây, code bằng 19, code bằng 1 GB, code này 100 MB trên dây, code là 19, code 1 GB, code bằng mấy, code bằng mấy 4. Ok chưa, vậy tất cả các code này em có thể điền đây là bao nhiêu, 19 đó. Code này là 19, cột này là 19, cột này là 19, cột này là 19. Đấy. Quan trọng nhất là các bạn đang lúng túng cái đoạn mà tính cốt này, tính cốt các bạn không hiểu bản chất thì không tính được cốt. Cái cốt này bây giờ bước 1 anh nhắc lại nó rất rõ ràng này, bước 1 này Spanchi có 5 bước, bước 1 là bình bầu root fit, ok. Bước 2 bình bầu root port, root port bình bầu root port. Root port là cái port có passcode từ root fit là ngắn nhất trên mỗi fit. Trên một nano sheet chỉ có root port thôi. Và tôi sẽ kiểm tra sheet này nhá. Cổng phát 0/2 và cổng phát 0/1 và phát 0/2. Vậy tôi kiểm tra này. Cổng phát 0/1 và phát 0/2. Thì cổng nào sẽ là root port? Cổng nào sẽ root port? Tính code. Đấy, mỗi code ở cổng là 19, nhưng mà tính thế nào, từ root port là port có passcode thì root sheet là ngắn nhất, tính nào? Tính đây. Quay về hướng passcode, từ đây quay về hướng root sheet. Tính quay về. Quay về nhưng khi cộng á, khi cộng, tại vì khi cộng ấy thì chúng ta phải cộng từ root sheet quay ngược trở về, đi ra thì không cộng, đi vào cộng, vậy cái hướng từ cái cổng này đến cái root sheet bằng đi ra không cộng, đi vào cộng, thì cộng là cộng từ root sheet quay ngược trở về là 0 cộng 19 là 19, vậy cốt hướng này là 19. Rồi tính cổng này sao, từ root sheet quay trở về 0, đi ra không cộng, đi vào cộng, đi ra không cộng, đi vào cộng này là bằng bao nhiêu, 19 cộng 19 bằng 38. Vậy thằng này cốt hướng này 19 là 38, vậy chắc chắn cổng này sẽ đóng vai trò là rút bọt rồi, được chưa? Rồi, nha. Vậy cổng này chưa xét được, chưa? Để nguyên. Đối với trên con suýt 1, cổng này là 19. Đấy, cổng 19 mới tính về đây đi, tính code về đây, đúng không? Thay tính code về đây. Nhưng khi cộng mà cộng từ đây ngược trở về, đi ra không cộng, đi vào cộng là 19. Đi ra không cộng, đi vào cộng là 19, 19 là 38. Vậy hướng này về đây là 38, hướng này 19. Vậy cổng này sẽ đóng vai trò là gì? Là gì em? Rút bọt. Rồi. Ok chưa? Rút bọt. Thì và tiếp theo là trên cái đoạn này này,
Trên cái đoạn này này, bây giờ cái đoạn này chắc chắn là bị block rồi, đúng chưa? Cái đoạn này chắc chắn bị block rồi. Thế mình phải kiểm tra xem trên cái đoạn này này, cổng nào sẽ bị block trong một trong hai cổng này. Là người ta gọi là bình bầu loop blocking bot trên cái xe này. Người ta vạch ra một đường ở giữa này, người ta vạch ra một đường đây. Đấy. 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 Người ta tính code đi vào cổng này để rút sheet, người ta tính code đi vào cổng này rút sheet. Cổng này vào là 19, đi ra không cộng là 10 là 0, cộng vào là 19. 19 cộng 19 là bao nhiêu? 38. Thằng này đi vào bao nhiêu? 19, đi ra không cộng là 0, đi vào là 19 là 38. Vậy đi vào cổng này và đi vào cổng này rút sheet đều bằng nhau. Lúc đó thì người ta lại phải xét tiếp. Đó là gì nhỉ? BID của thằng này và sao thằng này. BID của thằng này và thằng này, thằng nào nhỏ hơn thì thằng chiến thắng. Thế tôi kiểm tra nhá. So spancy. Rồi đi. Rồi kiểm tra nhé. Không phải động. Anh đang bị ngắt cái chương trình cho thiếu. Cho thiếu. Rồi đây, ok chưa? Rồi, bây giờ trên tiếp tục đây nhá, anh sẽ thực hiện show để kiểm tra xem con sheet 1 và con sheet 2 con nào có priority nhỏ hơn, show spancy BID nhỏ hơn. Đây, kiểm tra nhá, con sheet 1 này, đây, cái địa chỉ MAC của nó, và BID và 32769 thắng kiện bằng nhau rồi, 00D0 địa chỉ MAC của nó, 00D0 BC19 đúng không? Có sheet nào có địa chỉ MAC là không không d không đúng không? Không không d không BC19975E. Có sheet này sao? Sau spancy có sheet này sao? Không không 60 đó, 0060. Ok chưa? 0060 4723. Còn thằng này là 00D0. 00D0. Vậy con này, đây, anh nhắc lại nhá. Trong đoạn segment này tôi đi vào đây thì cổng này code bằng 19938, 19938. Vậy cổng này sẽ chiến thắng đúng không? Vậy hai con nào có BID nhỏ hơn thì con này sẽ chiến thắng. Con này 00D0, con này không xong, thằng này nhỏ hơn thôi. Vậy cổng này đi ra net bot và cổng này sẽ ăn sao? Là blocking bot. Ok chưa? Vậy chúng ta đã bình bầu xong cái đoạn spancy này. Khi chạy vậy cổng này sẽ bị block, em hiểu chưa? Và cổng này sẽ đóng vai trò là đi ra net bot, cổng này sẽ đóng vai trò là blocking bot. Được chưa? Đấy, đơn giản như vậy thôi trong cái spancy. Logic path code cổng nào có code nhỏ hơn spancy. Rồi tiếp theo. Đây là cơ bản đấy. Là như thế. Vậy tóm lại nhé, khi chạy spancy ấy, nó sẽ có một cái vòng tròn này. Nó sẽ bình bầu, bước 1 là bình bầu root dựa vào PID, con nào nhỏ hơn thì nó là root đúng không? PID nhỏ hơn thì không thể trùng nhau được, nó dựa vào priority và địa chỉ MAC. Con nào địa chỉ MAC nhỏ hơn thì sẽ chiến thắng. Rồi. Tiếp theo, sau khi bình bầu được root sheet rồi, nó bước 2 bình bầu bot role nó sẽ đóng vai trò là design bot. Tất cả các bot trên rootsheet sẽ đóng vai trò là design hết bot. Được chưa? Và bước 2 là bình bầu rootbot. Trên mỗi con nanorootsheet sẽ bình bầu duy nhất một con đóng vai trò là rootbot. Được chưa? Rootbot là bot có passcode thì rootsheet là ngắn nhất. Passcode rootsheet ngắn nhất. Ví dụ trên con sheet này có hai cổng, code tính nào tính từ đây quay trở về. Nhưng khi cộng là gì? Đi ra cộng đi vào cộng là 19. Thằng này đây quay trở về thì đi ra không cộng. À, đi ra không cộng, đi vào cộng, đi ra không cộng, đi vào cộng. Vậy lớn này 38, thằng này lớn hơn thằng này.
này nhỏ hơn thằng này, vậy thằng này sẽ chiến thắng, nó sẽ rút bọt. Rồi trên con sim một tương tự vậy, cộng này điều lên đi vào đây là 19 đúng không, 19 nhá. Đấy. Thằng đi vào đây là 38, vậy cộng này rút bọt. Vậy trên cái segment còn vậy, tóm lại là bình bầu rút bọt là dựa trên passcode đúng không, passcode thằng nào có passcode đến lúc xích nhỏ hơn thì thằng sẽ chiến thắng, ok chưa. Rồi trên đoạn còn lại thì em sẽ bình bầu là cái cổng nào sẽ bị khóa, em sẽ vạch cái đường giữa đây, tính đây đi vào, đi cộng cộng luôn 19 0 19 là 38, 19 0 19 là 38. Vậy nếu mà bằng nhau nó sẽ BID của hai thằng này, thằng nào BID nhỏ hơn dựa trên priority của 2.69 3.69 bằng nhau, dựa trên thằng mát, mát thằng này nhỏ hơn mát thằng này, mát thằng này nhỏ hơn mát thằng này, vậy thằng này nó sẽ là design network, thằng này sẽ là blocking point, ok nhá. Rồi đấy, chúng ta lưu ý nha. Đây là các bước tiến trình của spreadsheet truyền thống như vậy. Nhưng mà có những trường hợp khó khăn hơn. Đó là khi bình bầu rút bọt ấy. Nếu mà hai bọt trên sheet, hai bọt trên sheet, đúng không? Hai bọt trên sheet có passcode bằng nhau thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Được chưa? Hai bọt trên sheet. Hai bọt trên sheet, đúng không? Nó sẽ có priority, có cái lúc passcode bằng nhau thì sẽ nhào. Rồi anh cho tình huống sau đây. Đấy chưa? Rồi tiếp anh có con suite tiếp theo. Đây. Suite đây. Này đúng không? Có suite ở đây. Rồi, vậy trong hình này thì sao? Đã kiểm tra, xem bình bầu, xem hình này con nào sẽ là rút sheet trong bài này. Giờ nó chạy xung quanh chi một lúc. Rồi, rút sheet trong bài này. Rồi. Cậu nào sẽ lập và đọc quyền bọt. Rồi nhìn thế này tôi đã xác định được cậu nào bị block, con nào rút sheet. Đây tôi show spancy lên. Show spancy. À con này rút sheet rồi, zip iprisut rút sheet đúng không? Con này rút sheet vì nó có dòng rút sheet. Và tất cả bộ rút sheet đóng vai trò là design network, được chưa? Rồi. Đây con này đóng vai trò là rút sheet. Rồi rút sheet. Rút sheet thì đóng tất cả các bọn này đóng vai trò là DP. 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 Cộng lại đóng vai trò là DP. Ok. Ở DP những cái cổng nào vậy trên con suite này, cả con suite này, con suite này, con nào sẽ rút port đúng trình tự thôi. Bước một bình bầu design hết port thì bước một dựa vào con nào rút suite đã, con nào rút suite thì con đấy sẽ là tất cả port đóng design hết port thôi, không hiểu chưa. Đấy, thì bây giờ trên con suite 4 này, con suite 5 này, suite 6 này, con nào sẽ trên mỗi con này sẽ có một rút port. Ví dụ cổng này nối với design hết port thì chắc chắn sẽ rút port rồi, chứ là tình cốt thì 19 đi vào đây thì cả 19 đi lối này thì thằng này chắc chắn nó hơn rồi, vậy thằng này sẽ đóng vai trò là. Rồi ok, thằng này cũng đóng vai trò là gì? Ok chưa? Thì ở trên con này có cổng nào sẽ rút port? Em tính code đi. Code vào đây. Đúng không? Code vào đây. Cộng gì? Đi ra không cộng, đi vào cộng 19, cộng 19 bằng 38. Code vào đây. Đi ra không cộng, đi vào cộng, đi ra không cộng. 19 cộng 19 bằng 38. Vậy hai cổng này có code bằng nhau rồi. Thì vậy low with bad code không được sử dụng. Đúng không? À, được sử dụng nhưng mà nó bằng nhau. Người ta lại dựa trên yếu tố thứ hai, nó dựa vào sender PID, tức là nó dựa vào cái PID của thằng đối phương này. Thằng nào có PID nhỏ hơn thì thằng đấy sẽ, thì cái cổng đấy nó sẽ ưu tiên hơn. Đây, thì tôi kiểm tra cái PID của thằng suite 4 nào. Đấy, anh nhắc lại này, khi bắt code đến đây và bắt code đến bằng nhau rồi, nó sẽ set cái PID của thằng đối diện. Đấy, rồi đây.
Rồi. Rồi. Sâu spicy. Rồi, sâu spicy. Sâu spicy. Đây, cái cốt của thằng này BID 3769 nhá. Cái địa chỉ MAC thằng này là 004. Đúng không? 004. Rồi, tôi copy ở đây. MAC thằng này là 004. Rồi. Rồi, tôi kiểm tra địa chỉ MAC thằng này. Rồi, địa chỉ MAC thằng này. Rồi, địa chỉ MAC thằng này là bao nhiêu? Không không đi không đây. Rồi thì bây giờ anh nhắc lại này, cái code vào đây bằng nhau, code bằng nhau nó sẽ xét cái PID của thằng đối phương, thằng nào nhỏ hơn thì cái cổng nó sẽ ưu tiên hơn. Ví dụ thằng này là 0004, thằng này 00D0, thằng nhỏ hơn, thằng 0004 và 00D0 thì thằng này nhỏ hơn rồi, vậy cổng này sẽ ưu tiên hơn. Vậy trong trường hợp mà cốt bằng nhau nó sẽ xét bước thứ ba là low width sender PID của thằng này nó. Ok, em hiểu chưa? Rồi, trong trường hợp tiếp theo là nếu mà PID của thằng sender PID có bằng nhau được không, có khi nào cái sender PID này có bằng nhau được không? Bằng nhau được trong trường hợp sau đây, trong trường hợp sau đây, nếu trong trường hợp sau đây tôi sẽ có hai con sys như này. Xin 1, xin 2 như này. Ok chưa? Rồi, đối với nhau như này. Cộng 1, đúng không? Cộng 10. Ok, cộng 2 bên này nối cộng 10 bên này. Đây là một vòng span chi. Đúng theo nguyên tắc bình bầu, bước 1 bình bầu root sheet. Con nào có đi nhỏ hơn thì con đấy sẽ root sheet. Đúng không? Và tất cả các bọt của trên root sheet sẽ đóng vai trò là design net bọt, đúng không? Và bước 2, trên nano sheet sẽ bình bầu root bọt. Root bọt có là bọt của bascode trên root sheet là ngắn nhất. Nếu bascode bằng nhau thì dựa vào cái sender PID của thằng đối phương, đúng không? Đây, trong trường hợp này con kiểm tra con nào sẽ root sheet ở đây, nhanh thôi. Đây, con này sẽ root sheet rồi, root rồi, root. Thì không phải bàn cãi nhiều, tất cả các bọt phát 0 trên 1 và 0 trên 10 đóng vai trò là design hết bọt. Ok. Thì bây giờ trên cái con sheet 8 này, hai cổng này không phải là design hết bọt, nó sẽ là một, nó sẽ bình bầu một cổng là root bọt. Cổng nào root bọt? À, root bọt, một trong hai cổng chỉ có một cổng root bọt thôi. Tính code gì? Từ F1 về root sheet, F2 về root sheet, nó code bằng nhau. Đúng không? Vì đều là cổng gì nhỉ? Cổng cổng phát. Ok. Nếu code bằng nhau rồi nó sẽ xét xét xem cái gì nhỉ? Sender PID tức là cái PID thằng đối phương gửi cái PID cho nó. Hai cái cổng này đấu loop với trên một con sheet 7 thì cái PID của thằng sheet 7 nó chả giống nhau trên hai cổng. Vậy yếu tố thứ ba không được sử dụng được. Sử dụng yếu tố thứ tư là low width port priority trên cái cổng 0 trên 1 và 0 trên 2 này nó có giá trị là priority trên port, được chưa? Đấy, chúng ta có thể show spanchi lên để kiểm tra cái port priority đó. Show spanchi detail. Đây. Cái port phát 0 trên 1. Đây. Cái port phát 0 trên 1 của nó có port priority là 128. Đấy, port 0 trên 2 port priority là 128. Thằng nào có port priority nhỏ hơn thì nó sẽ ưu tiên hơn. Đấy, code 19 đúng không? Và vấn đề là nếu mà port priority bằng nhau thì nó sẽ phải làm gì? Đấy, trong trường hợp này là port bằng nhau rồi. Ok chưa? Port bằng nhau rồi. Port bằng nhau. Thì lúc đấy nó phải dựa trên yếu tố cuối cùng để bình bầu, đó là low width port ID. Cái port ID này các bạn hay nhầm nhé, port ID là số hiệu của cái cổng, không phải cổng của chính nó, mà số hiệu của cái cổng trên cái cổng đối phương. Ví dụ cổng 1 nối với cổng 1, cổng 2 nối với cổng 10 thì thằng nào nhỏ hơn, 1 nhỏ hơn 10, vậy phát 0 trên 1 sẽ
ưu tiên hơn cổng phát 092. Ok chưa? Vậy lúc ấy cổng phát 092 đã đóng vai trò là blocking board và phát 091 đóng vai trò là root board. Ok. Đó. Vậy tóm lại là anh đã tổng kết cái phần quá trình là bình bầu chọn cái span tree. Anh nhắc lại, trong một cây span tree, trong một cây span tree nó sẽ bình bầu ra một con nào root seed. Root seed dựa trên nguyên tắc là các seed sẽ gửi các bản tin preview cho nhau. Con nào có PID nhỏ nhất thì con đấy sẽ là root seed, được chưa? Nếu mà PID không thể PID nó gồm priority và địa chỉ mã. Nếu priority bằng 32768 cộng VLAN ID, nếu mà bằng nhau thì nó sẽ set địa chỉ mã trên seed. Có con seed không thể có địa chỉ mã bằng nhau được. Con nào có địa chỉ mã nhỏ hơn thì nó sẽ là root seed. Xong bước 1, được chưa? Bước 2, trên con seed phải bình bầu các port zone. Port zone đầu tiên là design hết port, là port ở trạng thái chuyển tiếp dữ liệu. Tất cả các port trên root seed sẽ đóng vai trò là design hết port. Ok chưa? Rồi, bước 2, bước 3 là bình bầu root port. Trên các con còn lại người ta gọi là nano seed sẽ có duy nhất một root port. Root port. Root port chỉ có duy nhất một root port thôi, có bao nhiêu cổng chỉ có một root port thôi. Bây giờ bình bầu thế nào trên một nano seed? Root port là port có lowest bus code đến root seed là nhỏ nhất, đúng không? Tức là cái code ấy, cái code dựa trên băng thông của cổng, cổng 100 mb code bằng 19, cổng 1 gig code bằng 4. Thì cái code nó tính như nào? Trên cổng phát 0.19 này tính về root seed, đúng không? Cổng này root seed thì cộng là cộng và cộng ngược lại. Đi ra không cộng mà đi vào cộng, code cổng này là 19. À code hướng này là 19. Từ đây về đây, đi ra không cộng đi vào cộng 19, đi ra không cộng đi vào cộng 19 cộng 19 bằng 38. Vậy hai thằng này code bằng nhau rồi, nó phải reset một cái tròn nữa, đó là à đâu? Hai thằng này 19, thằng này 38. Vậy thằng này root port, thằng này chưa set. Tiếp tục cho con seed này tương tự, cổng này là root port, đúng không? Vậy trên còn cái đường link này, trên còn đường link này thì cổng nào sẽ là bị block? Thì người ta sẽ tính vạch một cái đường này đây, trên segment này đi vào cổng này đến root seed, đi vào cổng này đến đi vào cổng này là root seed, đúng không? Thì cái code đi theo hướng nào nhỏ hơn thì sẽ ưu tiên hơn. Code đầu này là 19, đi vào 19, cộng 19 là 38, 19, 19 là 38. Vậy thì cái hướng nào, nếu mà hai code bằng nhau rồi ấy, thì người ta xét cái PID của thằng này, cái PID thằng này, thằng nào nhỏ hơn thì sẽ ưu tiên hơn. Đối với trường hợp này thì thằng này nhỏ hơn, vậy cổng này đóng vai trò design hết bọt, cổng này đóng vai trò là blocking bọt. Ok. Đấy. À, đây trường hợp đơn giản như vậy. Đối với trường hợp mà 4 con seed thì sao? 4 con seed, người ta nói đến độ phức tạp khi bình bầu root port. Đấy, các bạn bị nhầm. Rồi 4 con seed này, con này là root seed rồi, thì tất cả các bọn đóng vai trò design net port rồi. Chứ con seed 4, hai cổng này tôi có thể tính cho cổng nào là root port bằng cách tính code, thì chắc chắn cổng này sẽ root port rồi. Con seed, seed 5 cũng vậy, cổng này chắc chắn cũng sẽ root port rồi, đúng không? Chứ con seed 6, cổng này, cổng này, cổng nào sẽ root port, người ta tính code từ đây về đây, tính code từ đây về đây. Thì cộng gì? Đi ra không cộng đi vào cộng 19, đi ra không cộng đi vào cộng 19 cộng 19 bằng 38. Từ đây vào đây, đi ra không cộng đi vào cộng 19 cộng 19 bằng 38. Vậy hai thằng này code bằng nhau, đúng không? Là yếu tố này không được sử dụng rồi, code bằng nhau. Thì người ta xét cái sender PID ấy, là cái cổng này nối với con seed nào, cổng này đối với seed nào. Con seed nào có địa chỉ ạ, có PID nhỏ hơn, sender PID tức là PID thằng đối diện nhỏ hơn thì cổng nó ưu tiên hơn. Ta kiểm tra địa chỉ mã thằng này là 0049A25160, đúng chưa? Đấy. Thì cổng này nó sẽ làm sao? Có PID nhỏ hơn, à lớn hơn chứ, 00D0, địa chỉ mã lớn hơn mà. Vậy cổng này sẽ ưu tiên hơn, vậy cổng này là lock. Ok chưa? Rồi, đấy là trường hợp đốt code vào nhau thì người ta phải xét cái tiêu chí đó là gì nhỉ? Sender PID. Ok chưa? Nếu tiếp theo, nếu mà sender PID vẫn bằng nhau, sender PID bằng nhau tức là cái PID đó được xuất phát từ một con seed, nó mới có trường hợp đó thôi. Ví dụ trong trường hợp này, con này là bình bầu, con này là root seed, thì con nào sẽ bị, con này là root seed đúng không, con này là root seed, hai cổng này đóng vai trò là design port, cổng này đóng vai trò là gì nhỉ? Hai cổng này design port rồi. Bây giờ con này là root seed sẽ có một cổng là root port, một cổng là blocking port. Cổng nào root port tính code thì code vào đây bằng nhau. Sender PID thì cùng gửi trên một con thì sender PID nó là một. Ok. Cái bước cuối cùng là kiểm tra một priority trên cổng. Cổng này cả cổng này có priority nào nhỏ hơn thì sẽ chiến thắng. Nhưng mặc định mà 128 bằng nhau. Thì nó sẽ xét xem cái port đối diện ấy, lowest port ID, thằng 1 nối với cổng 1, thằng 2 nối với cổng 10. Thằng nào port ID nhỏ hơn thì sẽ là chiến thắng.
Đấy chưa? À, ví dụ thằng cổng 1 nó cổng 10 vậy có phát không trên 1 vậy nhỏ, nó cổng phát không trên 2. Ok. Đấy vậy cổng phát không trên 1 là root board, cổng không trên 2 là blocking board. Đây là toàn bộ cái tiến trình bình bầu Spanchi. Ok. Rồi, chúng ta chuẩn bị xong phần tiếp theo, anh sẽ hướng dẫn các bạn là luyện tập cho một topo xác định cổng nào là blocking board, cổng nào là root board nha.